chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Vâng. Em là Liên, em có câu hỏi cho chồng em ạ. Vâng ạ, xin mời chồng chị ạ. Chồng em năm nay 40 tuổi, em hỏi bác sĩ là chồng em vừa rồi có đi khám ở bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Thì có bảo là bị viêm họng mãn tính. Thì cũng có mua thuốc về uống, nhưng mà uống xong thì cũng không đỡ được là bao nhiêu. Mà cái vòm họng nó lại hay nổi lên cái bờ trắng. Thì em hỏi bác sĩ là làm thế nào để cho nó khỏi được cái bờ trắng đấy. Và nó, liệu cái viêm họng mãn tính đấy nó có gây lên thành bị, lên là thành bệnh ung thư vòm họng không ạ? Vâng, nếu mà viêm họng mãn tính thì nó là cái niêm mạc họng nó thường xuyên bị viêm, thì người ta gọi là mãn tính. Thì vì vậy cho nên là thường thường khi khám bác sĩ hay kê kháng sinh, mà uống kháng sinh nhiều thì nó rối loạn cái tại cái niêm mạc tại chỗ, nó mọc nấm lên em ạ. À thế ạ. Nên nó gọi là cái gờ nấm lên, cái gờ trắng em bảo nấm đấy. Vì vậy nên trong trường hợp nấm lại phải chữa nấm cơ. Đấy. À thế ạ. Thế vì vậy nên em hạn chế dùng kháng sinh được thì tốt. Chẳng hạn như những cái đợt mà viêm họng thì chỉ thay vì là dùng kháng sinh thì xúc họng nước muối đây này, chỉ nước muối biển này. Dùng thêm cái tiêu khiết thanh cũng rất tốt em ạ nhá. Vâng thì ạ. Mình đỡ phải dùng kháng sinh. Vâng. Em hỏi một câu nữa ạ. Vâng. Kiểu chồng em có xem trên mạng là bảo tỏ cùng với mật ong hấp đun cách thủy để ăn ngày 3 bữa, mà chồng em cũng ăn đến hơn một tuần nay rồi và cũng cảm giác là nó cũng đỡ. Nhưng vâng. mà em hỏi là liệu ăn cái đấy nhiều nó có gây một cái gì phản ứng phụ không ạ? Không, nói chung các cái sản phẩm từ thiên nhiên đều nó không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng tất nhiên vâng cũng ạ. Không nên kéo dài nhé. Vâng ạ.